Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị và các bạn nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn và sau đây là nội dung của Minh Tuyết nói về mối quan hệ của gia đình với anh rể tỷ phú Chính Chu. Minh Tuyết cho biết bốn chị em cô sống mà không dựa vào tiền của ai nên không lo ràng buộc, dù ông xã của chị gái của cô là Hà Phương Chính Chu, tỷ phú Việt giàu nhất nước Mỹ. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Minh Tuyết đã có những chia sẻ về mối quan hệ giữa bốn chị em gái và lên tiếng về tin đồn xích mích giữa cô và chị gái Hà Phương. Minh Tuyết tâm sự, cô và hai chị gái là Hà Phương và Cẩm Ly là người trong nghề. Nếu nói về suy nghĩ, nhận xét về nghề nghiệp thì tôi và chị Cẩm Ly hợp với nhau hơn. Chị Phương lại có suy nghĩ khác. Nên đôi khi nói chuyện về nghề, quan điểm của chị Hà Phương và tôi, chị Cẩm Ly không giống nhau. Chỉ có sự tranh cãi về nghề, chứ trong gia đình không có chuyện gì đến mức kiểu như không nhìn mặt nhau. Chị em trong nhà mà. Sau này tôi mới rút kinh nghiệm, khi nói chuyện với chị Phương, chúng tôi sẽ nói đi chơi này nọ, bố mẹ, con cái, không bàn luận về nghệ thuật. Chính vì thế, chị em tôi ít xích mích với nhau lắm. Còn chị Cẩm Ly, tôi rất ôn hòa. Tôi và chị Cẩm Ly có đồng cảm rất nhiều, cho nên khi tâm sự chia sẻ đều rất ăn ý, không xích mích gì, Minh Tuyết bộc bạch. Minh Tuyết tiết lộ, nhiều người cứ nói, chị của cô là Hà Phương, vợ của tỷ phú Chính Chu, rất giàu nên không cần phải bươn chải và cơm áo gạo tiền là sai sự thật. Nếu tôi gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống thì người thân vẫn hỗ trợ. Còn trong cuộc sống thì người nào, người đó tự lo. Chứ không thể nghĩ chị của mình, bố mẹ mình phải lo cho mình. Đó là cách sống trong gia đình của tôi, Minh Tuyết lý giải. Minh Tuyết cũng cho biết thêm, bốn chị em cô sống độc lập và không dựa vào tiền của ai nên không có chuyện ràng buộc gì. Trong cuộc sống, chúng tôi giúp đỡ nhau, nếu cần số tiền lớn vào việc gì đó mà trong một lúc không xoay được, tôi sẽ hỏi mượn chị Hà, Minh Tuyết nói. Ngoài ra, nói về mối quan hệ giữa anh rể Chính Chu và gia đình bên vợ, Minh Tuyết cho biết vẫn bình thường, vợ chồng Hà Phương thường về Việt Nam một lần trong năm. Ngày xưa thì về vào dịp Tết, giờ mấy đứa nhỏ, con của chị Phương đi học nên chúng tôi chuyển sang tụ họp gia đình vào dịp hè. Mỗi lần gia đình chúng tôi tụ họp, anh Chính cùng tranh thủ về thăm. Ngày xưa anh hay về nhưng gần đây anh mở công ty riêng nên rất bận rộn. Có khi anh chỉ nghỉ ở Việt Nam một hai ngày rồi lại phải bay tiếp, Minh Tuyết chia sẻ.